Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Jai TV. Chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về SQL Server các bạn nhé. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái hàm rất là thông dụng, rất là phổ biến khi chúng ta làm việc với kiểu dữ liệu là ngày, tháng, năm, kiểu dữ liệu date hoặc là date time. Thì các bạn nhớ cho mình ba cái hàm chính này và nó là rất là quan trọng, hàm day, hàm month và hàm year các bạn nhớ là chúng ta đang học về SQL Server các bạn nhé. Nếu như các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu là MySQL hay là SQL Live thì có thể nó sẽ khác biệt đi một chút. À, rồi, à, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái hàm cụ thể một nè. Hàm đầu tiên đó là hàm day. Thì cái hàm day các bạn phải truyền vào trong đó đó là một cái ngày tháng năm hoặc là một cái date time tức là vừa có ngày mà vừa có thời gian. Thì khi mà các bạn gọi select cho các bạn sử dụng cái hàm day thì nó sẽ trả về cho các bạn là cái ngày của một cái ngày tháng năm cụ thể nào đấy. Ví dụ như các bạn thấy rằng ở đây mình có là ngày 2023 là năm, 08 là tháng và 25 là ngày. Thế thì khi mà mình gọi day của nguyên một cái cụm đấy thì mình sẽ lấy ra được là con số 25 tương tự như vậy thì nếu như mình thay đổi cái hàm day thành cái hàm month thì mình sẽ lấy ra được cái tháng thì ở đây là cái tháng 8. các bạn để ý giúp trên màn hình giúp mình à, ngày 25 tháng 8 năm 2023 đúng không thì chúng ta sử dụng cái hàm month thì chúng ta sẽ lấy ra được con số là là số 8. nhé rồi cuối cùng đó là cái hàm year thì cái hàm này sẽ giúp chúng ta có thể lấy ra được cái năm Các bạn nhớ nhé, chúng ta có thể nhận vào date hoặc là date time Các bạn thấy ở đây là cái nó vừa có ngày, tháng năm mà nó có vừa Và nó cả là giờ phút giây luôn Nhưng chúng ta chỉ cần lấy ra cái gì? Chúng ta sẽ lấy ra những cái, cái thằng year là cái năm thôi là nó là 2025 Thật ra thì nó sẽ có những cái hàm liên quan tới giờ phút giây nữa Nhưng mình sẽ giới thiệu với các bạn trong một cái video clip sau Thì để mà cho nó ngắn đó, thì mình sẽ không có làm quá là dài thì mình chỉ giới thiệu với các bạn ba cái hàm chính thôi hàm day hàm month và hàm year ok nhé rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái thằng SSMS lên và chúng ta sẽ làm một vài cái ví dụ nè À, các bạn nào mà chưa có cái thằng SSMS này thì các bạn à, cài đặt giúp mình và chuẩn bị giúp mình cái cơ sở dữ liệu để chúng ta thực hành nhé. Mình có cái video clip hướng dẫn các bạn trong cái phần mô tả của video. Các bạn có thể xem cái video clip đó trong phần mô tả để các bạn làm lại nhé. À, để chuẩn bị cái cơ sở dữ liệu để chúng ta cùng nhau chúng ta thực hành nhé. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua từng ví dụ một các bạn nhé. Cái ví dụ đầu tiên đó là các bạn hãy giúp mình là tính cái số lượng đơn đặt hàng trong năm 1997 của từng khách hàng của từng khách hàng một nhé như vậy thì ở đây là chắc chắn là chúng ta phải kết hợp với những kiến thức mà chúng ta đã được học ở trong những cái bài trước đúng không à, thì ở đây mình sẽ có select nè rồi sẽ có from nè thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là nó sẽ có là của từng khách hàng như vậy thì chúng ta phải có sử dụng là group by đúng không thì ở đây mình sẽ có là order from order nè tính số lượng đơn đặt hàng của từng khách hàng như vậy thì ở đây các bạn sẽ có là các bạn sẽ có là cái uh, customer ID và ở đây thì các bạn sẽ có điểm số lượng thì các bạn sẽ có là cao call... cao cái order ID hoặc là cao sao cũng được các bạn ha rồi S mình cho đây nó là total orders ok chưa đó là tổng số tổng số lượng đơn và ở đây thì mình sẽ group by theo cái thằng là customer id nếu như mà các bạn lên cái đoạn code này á cái này chúng ta học rồi đúng không thì các bạn sẽ biết được là từng cái khách hàng này họ sẽ mua bao nhiêu cái à, họ mua, họ sẽ mua bao nhiêu cái đơn hàng nhưng mà cái này là tất cả còn bây giờ thì chúng ta chỉ gom lại theo là à, từng năm thôi thì ở đây mình sẽ cho các bạn thêm một cái hàm hành dê nè hàm dê của cái ngày đặt hàng đúng không ở đây là số lượng đặt hàng thì chúng ta select order date thì mình sẽ yes, yes. Đó. thì các bạn nhớ rằng ở đây chúng ta phải thêm điều kiện là where đúng không nè các bạn nhớ thêm điều kiện là where nhưng mà cái where của chúng ta nó phải nằm trước cái group by các bạn nha start from rồi where rồi mới tới group by rồi mới tới order by như vậy thì các bạn sẽ có where ở đây where cái gì à where cái years order date này nè tức là cái cái năm cái năm nó phải bằng năm 1997. 1997. Các bạn hiểu kịp không ạ? À? Tại vì chúng ta lấy dữ liệu của cái năm 1997 thôi thì bây giờ cái year của cái thằng order desk này nó phải bằng 1997. Thì các bạn có thể run lại ở đây. Thì các bạn thấy nè. À, xin lỗi các bạn, group by thêm một cái nữa. Đó là cái year đây ha. bạn group thêm cái year nữa thì chúng ta mới có thể run được cái đoạn code này. Skill nha. Đó các bạn thấy không? Đây nè cái khách hàng này trong năm 1997 là ổng có ba đơn hàng tương tự khách hàng này năm 1997 thì có hai đơn hàng các bạn hiểu kịp chưa như vậy ở đây các bạn nhớ là group by vừa theo cái id của khách hàng và vừa theo cái năm nữa và cái năm này nó phải thỏa mãn một cái điều kiện đặc biệt đó là rơi vào năm 1997 Đó, à, ok nhá rồi như vậy đó là cái ví dụ đầu tiên nếu bạn nào mà chưa có theo kịp Các bạn chưa hiểu kịp Và các bạn chưa gõ kịp được cái ví dụ này Thì các bạn hãy click chuột vào Tạm dừng video lại Rồi các bạn hãy gõ cho xong ví dụ này Các bạn rinh được Rồi các bạn hãy chuyển sang những cái ví dụ sau nha các bạn nha Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sang cái ví dụ số 2 Cái ví dụ số 2 thì nó là cái gì à, Ví dụ 2 là mình nhờ các bạn hãy lọc ra các đơn hàng Được đặt hàng vào tháng 5 năm 1997 à, Mình chỉ lọc ra thôi Mình chỉ lọc ra những cái đơn hàng thôi đúng không thì ở đây mình sẽ làm sao à thì uh, mình sẽ lọc ra những cái đơn hàng lọc ra những cái đơn hàng thì mình vẫn select nè from nè và where ở trong cái bài này thì nó không có yêu cầu chúng ta là gom nhóm theo một cái đối tượng cụ thể nào đó Uh, ví dụ là khách hàng hay là uh, nhân viên thì bây giờ chúng ta chỉ cần uh, select from where là được rồi. Bây giờ các bạn sẽ là order và chúng ta sẽ lấy ra cái gì? Chúng ta sẽ lấy ra tất cả các đơn hàng nhưng mà với cái điều kiện là phải là cái cái tháng cái tháng nó phải là tháng 5. Tức là cái ngày đặt hàng này nè, cái cái gọi cái tháng đặt hàng thì nó phải rơi vào cái cái con số đó là cái con số con số 5 nhưng mà các bạn hãy thêm một điều kiện nữa là cuối năm 1997 như vậy thì cái year ở đây nè tức là cái cái năm á. cái year của cái order date này nó phải bằng 1997 các bạn hiểu kịp không như vậy trong tình huống này là chúng ta lấy ra hết tất cả những đơn hàng của tháng 5 và của năm 1997 nha à, đây là ví dụ số 2 các bạn thấy không đây là order date nè toàn bộ là từ ngày 1 tây tháng 5 nè cho tới cái đơn cuối cùng thì nó sẽ rơi vào ngày 30 tây tháng 5 các bạn hiểu kịp không ạ nó không có một cái ngày tháng nào khác bên ngoài tháng 5 cả như vậy là bây giờ chúng ta đã biết được cái công dụng của cái hàm month hàm year rồi đúng không thì tương tự như vậy nếu các bạn như có một cái hàm à, cái hàm là hàm à, hàm days nữa thì bây giờ mình sẽ cho các bạn làm lại cái ví dụ vừa rồi nhưng mà các bạn sẽ có thêm cái ngày. Đó là chúng ta sẽ lấy danh sách ra những cái đơn hàng được đặt hàng vào cái ngày 4 tháng 9 năm 1996. Thì các bạn sẽ làm sao? À chúng ta có hai cách đúng không? Các bạn có hai cách để các bạn làm. À, cái này thì mình sẽ cố tình cố tình mình sẽ làm cho các bạn để các bạn nhìn thấy thôi. Cách đầu tiên đó là các bạn sẽ gõ cái này xuống đây đúng không các bạn thêm với chỗ này cho mình đó là cái đây cái đây của nó nó sẽ bằng cái gì nó sẽ bằng là ngày 4 nè và cái tháng cái đây của cái order date này thì nó phải bằng là ngày 4 tháng thì bằng tháng 9 năm thì năm 1996 okay, đó thì mình lên thử nhé mình lên thử có cái ngày nào nó phù hợp không skill nhé có một cái đơn hàng đúng không đó thật ra thì cái bài này á, mình không cần phải viết là đây mình đây mình ghi ra và các bạn có thể là viết ngắn gọn thế này luôn cũng được nhưng chẳng qua là mình muốn viết ra để cho các bạn hiểu được cái vấn đề thôi đó là cái order date của chúng ta nó sẽ bằng gì các bạn nó sẽ bằng là 1996 nè đúng không tháng là 09 ngày là 04 đó các bạn viết cái câu lệnh như thế này thì nó cũng sẽ có ý nghĩa tương tự như phần thằng phía bên trên nhưng thật ra thì mình cố tình mình viết ra để cho các bạn hiểu được cái hàm day là nó lấy cái gì à nó lấy cái ngày ra và nó so sánh cái này, à, các bạn hiểu kịp không ạ? À, thì mục tiêu của hàm date là lấy, lấy ra được cái ngày Hàm month, lấy ra được cái tháng Và hàm year, nó sẽ giúp chúng ta lấy ra được cái năm Ok nhá, rồi, tương tự như vậy Thêm một ví dụ nữa đây, để cho các bạn quen ha Thêm một cái ví dụ nữa để cho các bạn quen à, Là chúng ta sẽ lấy ra danh sách khách hàng Được đặt hàng trăm năm 1998 Và à, số đơn hàng của từng tháng Tức là bây giờ chúng ta phải phải lấy ra được cái số lượng đơn hàng lấy danh sách khách hàng đặt hàng trong năm 1998 và số đơn hàng mỗi tháng tức là bây giờ chúng ta sẽ phải group by theo từng khách hàng mỗi một tháng trong năm 1998 thì họ mua bao nhiêu cái đơn đúng không và sắp xếp tháng tăng dần ok rồi được thôi đơn giản thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nè cái ví dụ này ha các bạn sẽ thấy là nó hơi phức tạp đó à, nó hơi phức tạp chút thì mình sẽ làm từng ý một thứ nhất là chúng ta sẽ lấy ra hết chúng ta sẽ lấy ra được tất cả những cái đơn hàng đúng không nên mình sẽ copy lại cái đoạn code này bên trên đây nhé à, sửa lại một chút nè mình sẽ lấy ra hết tất cả những cái đơn hàng ở đây á thì nó yêu cầu là cái year thì nó phải bằng năm 1990 98 đâu đấy nó phải bằng năm bằng năm 1998 nhưng các bạn phải lấy ra cái gì các bạn phải lấy ra nhiều thứ thứ nhất là customer id này chưa thứ hai là các bạn sẽ phải lấy ra được cái tháng các bạn phải lấy ra được cái tháng như vậy thì ở đây các bạn sẽ có là month của cái của cái order date month của cái order date này à, mình ví dụ là mình s uh, month ok nha rồi sau đó thì các bạn cần phải đếm được số lượng đơn hàng thì các bạn phải count count sau luôn cũng được ha rồi nhưng mà các bạn thấy ở đây nè các bạn phải đi theo từng khách hàng như vậy thì các bạn phải group by lại group by cái gì các bạn phải group by theo customer id và các bạn phải group by theo cái cái mân này luôn tức là phải nhóm theo từng cái ông khách hàng một và từng tháng một à đó đó à rồi à, group by à, thiếu cái dấu mặt hoặc vuông chỗ này rồi các bạn nhưng mà bây giờ nó chưa xong nữa có đáp bạn nếu cầu là sắp xếp tháng tăng dần thì như vậy mình vẫn phải có luôn à. order order by và order by theo cái mình này tăng dần thì mình sẽ là uh, ASC đó các bạn thấy không câu lệnh là select nè firmware where group by và order by nó rất là nhiều thứ đúng không nhưng các bạn nhớ là mấy cái thứ này nó phải đúng theo cái trật tự đúng theo thứ tự thì nó mới hoạt động được nha rồi chúng ta sẽ lên thử nè skill nè đây thì khách hàng này tháng 1 thì có một đơn hàng các bạn có thể là count s chỗ này ha rồi ok mình lên lại ha cho nó có đầy đủ cái tên cột các bạn dễ xem đây đó phải không ví dụ như khách hàng này trong tháng 1 thì ông có hai đơn hàng các bạn hiểu kịp không ạ không khách hàng số 2 thì là tháng 1 ông có một đơn hàng đó thì cái câu lệnh này mình muốn các bạn viết thật là cẩn trọng thật là à, Kỹ càng và các bạn cố gắng các bạn hiểu rõ hết à, tại sao mình viết như thế này nhé. Và cái mục tiêu của bài này vẫn là cái hàm date, hàm month, hàm year. Đó là những cái hàm rất quan trọng trong cái cơ sở dữ liệu SQL của chúng ta. Rồi, sau khi các bạn làm xong ví dụ thì các bạn giúp mình hãy thực hiện một cái bài tập nhỏ sau đây là các bạn hãy lọc ra các đơn đặt hàng được đặt đã được giao đã được giao hàng vào tháng 5 giao hàng thì các bạn phải dựa trên cái cột là ship with date chứ không phải là được đặt hàng giao hàng là ship with date nè đúng không và sắp xếp tăng dần theo năm các bạn lấy ra hết tất cả các khách hàng xin lỗi các bạn tất cả những đơn đặt hàng ở trong tháng 5 có thể là tháng 5 của năm 1996 tháng 5 của năm 1997 tháng 5 của năm 1998 vân vân đó rồi các bạn phải sắp xếp nó tăng dần theo năm nhé và các bạn sẽ giúp mình đó là à, comment cái đáp án của các bạn xuống phía bên dưới cái video và sau đó thì các bạn hãy thử sức mình tự đặt cho mình những cái câu hỏi liên quan tới date, month, year thì ở trong cái table của chúng ta thì nó chỉ có một cái bảng là nó có cái cột ngày tháng năm thôi đó là cái cột uh, uh, orders nó có là order date này require test và ship it desk, đúng không? Các bạn có thể là à, chọn một trong những cái cột đấy để các bạn đặt ra những câu hỏi và các bạn cũng nhớ đọc thêm các câu hỏi của bạn bè mình để chúng ta luyện tập để chúng ta có kết quả học tập tốt hơn các bạn nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những cái function khác liên quan tới SQL Server các bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nha. Xin chào